5 điều mà tớ đã nhận ra và tớ đã đúc kết được trong thời gian một năm rưỡi vừa rồi khi mà mình đã phải uh, chứng kiến rất nhiều những cái câu chuyện đã... công sở mà mình hãy nghĩ rằng là mình nên chia sẻ lại cho các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của Mây. Đây là một cái góc nhỏ nhỏ xinh xinh để mà tôi có thể chia sẻ mọi kinh nghiệm và kỹ năng liên quan đến chuyện đi làm và đi học Hy vọng rằng là những cái thông tin này sẽ giúp cho các bạn rút ngắn được vài năm kinh nghiệm cuộc đời Video clip của tớ thì thường lên vào mỗi 9h15 tối chủ nhật hàng tuần thì tuần này là bởi vì tớ bận quá tớ vướng hết các lịch rồi Tớ không có một buổi nào có thể kiểu ngồi riêng với các bạn được ấy Thế cho nên là tớ quyết định là sáng sớm nay là chủ nhật là tớ phải vừa make up vừa trò chuyện với các bạn Bởi vì nếu mà không lên clip hàng tuần thì các bạn sẽ quên tớ mất Hôm nay thì tớ muốn chia sẻ với các bạn một cái chuyện để chính là làm thế nào để vận dụng EQ và trong đời sống văn phòng Giúp cho các bạn có một cuộc đời đi làm healing hơn Và các bạn cũng sẽ cảm thấy rằng là à mọi chuyện nó không tệ như mình nghĩ Thì khi mà các bạn đã áp dụng EQ được vào trong cuộc sống đi làm rồi ấy, nó không chỉ giúp cho các bạn nhẹ nhàng đi mà nó nó cũng sẽ support rất tốt cho những cái việc như kiểu là thăng tiến này rồi là các bạn được luân chuyển lên một cái vị trí ở một cái nơi làm việc tốt hơn ví dụ như là kiểu bạn đang làm công ty con thì bạn được promote lên tổng công ty chẳng hạn thế thì hãy nhìn vào thực tế rằng đầu tiên là chúng mình phải nhìn vào thực tế rằng là là chúng mình đi làm không phải là chúng mình làm một mình mà chúng mình đi làm là chúng mình phải kiểu đi làm với rất nhiều người thì khi mà chúng mình đi làm với rất nhiều người ấy, thì cái chuyện tranh lệch giữa người với người này, rồi cái chuyện tranh lệch giữa thói quen, sở thích rồi là cái cách làm việc với nhau rồi là cách làm việc nó là cái chuyện rất là dễ hiểu thôi. Thế nhưng mà khi mà chúng ta là người mới khi mà chúng ta vừa mới vào hoặc là chúng ta đang là một phần tử nhỏ yếu ở trong doanh nghiệp thì chúng ta phải làm như thế nào? Thì thứ nhất ấy, đấy chính là các bạn phải biết cách quan sát và lắng nghe. Quan sát và lắng nghe ở đây là phải được thực hiện một cách chủ động tức là khi mà chúng ta làm việc chẳng hạn khi mà chúng ta ngồi trong phòng họp chẳng hạn, chúng ta phải nhìn, quan sát xung quanh là thứ nhất là cách phát cách mọi người phát biểu như thế nào, ai đang phát biểu về chuyện gì, ai có chuyên môn giỏi nhất về việc gì, cách mọi người làm việc hàng ngày ra làm sao, đấy là một người làm việc ngăn nắp gọn gàng hay đấy là một người làm việc bừa bộn. Hoặc khi mà chúng ta gặp một cái vấn đề nào đấy, gặp một cái vấn đề khó, ai là người hỗ trợ chúng ta nhiệt tình, ai là người để cho chúng ta tự bơi nhưng sau đó lại support chúng ta ở cái giai đoạn sau đấy hoặc là ai là người mà kiểu uh, lúc nào cũng tỏ vẻ là ok kiểu ta sẽ giúp mày ta sẽ abc cái z nhưng trên thực tế lại kiểu chẳng giúp gì chẳng hạn tức là các bạn phải quan sát và các bạn phải lên được cho mình một cái list tất cả những cái việc đấy bởi vì nếu như các bạn không quan sát và các bạn không kiểu cho đình mình một cái list cá nhân rằng là ai là người tốt và ai là người xấu ấy đừng biết đâu đấy các bạn sẽ kịp nhận ra một somin trong Mary my husband trước khi người đấy có thể làm gì đấy hại đến bạn thì khi mà chúng ta đã quan sát như thế rồi chúng ta sẽ biết là à chúng ta sẽ phân nó thành ba loại người thật sự luôn đấy tớ phải phân đồng nghiệp thành ba loại người thứ nhất này là người mà tớ hoàn toàn có thể tin tưởng và trân trọng cũng như là làm việc một cách hoàn toàn tự tin cũng như là kiểu mình có thể nói được những cái chuyện trong công sở với cái người đấy để mình chia sẻ để mình tìm kiếm giải pháp loại thứ hai đấy là người dưng tức là ok không liên quan không gì ấy tránh càng xa càng tốt và loại thứ ba đấy chính là loại có thể nhiều giúp đỡ nhưng không thường xuyên và cũng thường xuyên là kiểu mình sẽ tránh mình không động vào hầu hết đấy sẽ là những kiểu sếp mà thực sự không có friendly hoặc là kiểu uh, những cái người mà kiểu họ có quyền trong tay hoặc là họ có tiếng nói ở một góc độ nào đấy nhưng họ không thực sự uh, open lắm thế thì hiện tại là tớ mới phân được ba loại người thế còn biết đâu sau này tớ có thể phân được hơn chẳng hạn thế thì khi mà các bạn đã có khả năng phân tích và viết ra cho mình một cái list với ba loại người như thế rồi thì mình sẽ biết rằng là à khi mà mình cần hỗ trợ giúp đỡ mình sẽ biết tìm đến ai chứ các bạn đừng như một con ruồi mất đầu là kiểu lúc nào mình cần giúp đỡ là mình đi lên quanh lên coi là mình hỏi ầm hết rồi lên mình hỏi tất cả mọi người rằng là ơi chị ơi thì cái việc này làm như nào ơi anh ơi cái việc này làm như nào ra làm sao mình lại cứ đi hỏi loanh quanh loanh quanh như một con ruồi mất đầu vậy nó có mấy vấn đề này thứ nhất khi mà bạn hỏi loanh quanh loanh quanh như một con ruồi mất đầu thế những cái người mà họ không được hỏi họ cũng sẽ ý kiến cần những cái người được hỏi nhưng lại hỏi trước hỏi sau nó cũng có ý kiến hoặc là thậm chí là những cái người mà họ không quan tâm đến cái vấn đề của bạn đâu nhưng họ sẽ lại thấy rằng là ui cái bạn này à bạn ấy làm việc chẳng có kế hoạch chẳng có khoa học gì cả tại sao lại đi hỏi lanh quanh lanh quanh như thế mà kiểu nó chẳng có hiệu quả gì cả sau đấy thì người ta sẽ lại đánh giá là bạn là một người làm việc không có kế hoạch không có năng lực rồi là không biết sắp xếp này, không biết cách tìm đúng cái người để hỏi, nó rất là mất thời gian và nó rất là tốn những cái công sức đấy kiểu như thế. Tức là khi mà bạn không kín đáo, thật sự luôn đấy, tức là khi mà đi làm mình phải có cái độ kín đáo nhất định nhé, tức là kín đáo trong làm việc này, kín đáo trong việc hỏi han này, kín đáo trong việc uh, kiểu uh, vận dụng những cái mối quan hệ của mình ấy, thì bạn sẽ rất dễ bị lời ra tiếng vào lời ra tiếng vào nó nằm ở những chỗ đấy đấy họ sẽ không nói xấu bạn ngay khi mà bạn mới vào doanh nghiệp họ sẽ không bao giờ nhìn là ghét bạn họ sẽ quan sát bạn một thời gian họ sẽ soi bạn một thời gian sau đấy họ mới đặt điều về bạn nếu như bạn kiểu khiến cho người ta cảm thấy rằng không đầu đầu tiên phải nhìn mình trước nhé còn đương nhiên là sẽ có những người xấu tính như tôi không nói ở đây tức là sẽ có những người mà họ kiểu tự nhiên là họ ngắm nghĩa bạn một thời gian xong họ thấy cái style quần áo của mình không hợp với họ chẳng hạn họ cũng liệt điều thế nhưng mà nếu như cái cách làm việc của mình có thể thuyết phục được ngay từ đầu ấy chín chín chắn chỉnh chu rồi là mình làm một việc gọn gàng rồi ngăn nắp sạch sẽ ngay từ đầu ấy đã là một lợi thế rồi và lúc đấy nếu như mình làm việc với họ một cách rất là dễ chịu họ làm việc với mình họ thích mình chẳng hạn thì ít nhất là họ sẽ không nói xấu mình trên những khía cạnh khác còn nếu mà trong trường hợp mà kiểu làm việc với nhau đã không hợp này xong rồi lại ngứa mắt nhau quần quần áo áo cách make up hàng ngày này omg chuyện đấy nó sẽ rất 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 là khủng khiếp đấy rồi vấn đề thứ hai đấy chính là bạn phải biết cách tạo lập quan hệ để luôn luôn có được sự ủng hộ của tối đa mọi người trong cái đơn vị làm việc của bạn. Đơn vị làm việc của bạn nó có thể là phòng, nó có thể như tới là vụ chẳng hạn, hoặc là nếu mà nó không thì nó sẽ là trong một cái tầng ví dụ thế. Vì sao lại nói như thế? Bởi vì là khi mà bạn có vấn đề, bạn phải tìm được nhiều người ủng hộ bạn nhất có thể. Đơn vấn đề nó xảy ra này. Khi bạn bị oan, khi bạn bị gặp một cái vấn đề nào đấy mà khách hàng complain thì nếu như bạn có được sự ủng hộ của mọi người ấy thì chắc chắn rằng là bạn sẽ không sợ những cái khó khăn đấy bởi vì bạn biết rằng là đằng sau lưng bạn luôn luôn có backup. Thêm nữa đấy là khi mà mình có sự ủng hộ của mọi người ấy thì mình sẽ cảm thấy rằng là à ít nhất là mình không phải chiến đấu một mình. Thế cho nên thêm nữa đấy là cái sự ủng hộ mọi người nó còn rất có ích trong cái quá trình thăng tiến nữa cơ Bạn đừng ngây thơ nghĩ rằng là chỉ cần có năng lực là sẽ thăng tiến được nhá Không có đâu Đặc biệt là nếu mà bạn làm trong một doanh nghiệp thuần Việt Nam thì chắc chắn là bạn sẽ phải qua bầu bán Bạn sẽ phải qua... Đấy, chưa kể đó là nếu như trong hợp bạn không có sự tín nhiệm Bạn lên hoàn toàn mà năng lực nhưng mà ở dưới kiểu chẳng biết bạn là ai Hoặc ở dưới hoàn toàn không thích bạn Làm thế nào để bạn có thể quản lý được một lô, một lốc những cái người mà họ có những cái phản hồi không tích cực với bạn như thế Họ sẽ chống đối họ sẽ tìm cách là ngáng chân bạn thậm chí là sau khi bạn vừa được promote hai ba tháng xong là bạn sẽ cảm thấy tuyệt vọng ngay lập tức bởi vì câu chuyện nó không màu hồng như bạn nghĩ thế cho nên là đừng bao giờ ngây thơ nghĩ rằng là làm khi mà mình lề vừa được thăng chức một cái là mình hoàn toàn dựa vào năng lực không nhé bạn phải có sự tin tưởng của những người thứ nhất là đồng nghiệp ngày xưa và thứ hai đấy là tin tưởng của sếp vậy nên là khi mà đi làm ấy là phải vận dụng eq làm sao để sống chan hòa với mọi người là để có được cái uh... Sự ủng hộ của mọi người, một cái phiếu vote của mọi người nó rất là quan trọng. Khi mà bạn đã có cái phiếu vote đấy rồi ấy, và cái phiếu vote này nó đến từ đâu? Thứ nhất là đến từ hai cái nhóm người. Một là cái người mà uh, bạn hoàn toàn tin tưởng và thứ hai đấy là chính là cái nhóm người dưng ấy. Họ là người dưng thì thực ra là họ rất là ba phải. Họ ở thế nào cũng được, không ảnh hưởng đến lợi cốt lõi của họ là được. Thế nhưng mà chính vì như thế lấy được cái phiếu vote của người dưng nó cũng khó. Nên là hãy cố gắng làm sao để mình luôn luôn có tiếng thơm, thứ nhất này làm việc luôn luôn đúng deadline là chuyện đương nhiên rồi chuyện trách nhiệm rồi thế nhưng mà khi mà mình bàn giao cái công việc của mình cho người khác cho cái bước step tiếp theo này phải nói như thế nào lễ phép ra làm sao này hay là ngang hàng hay là kiểu thoải mái nhưng mà không mất sự tôn trọng này hay là bạn phải có một cái phong thái nói làm sao hoặc là bạn phải có một cái phong thái viết email làm sao cho người ta thấy rằng là mình rất đáng tin cậy ví dụ như là cái phần làm công việc này của bạn là họ không bao giờ họ phải trích lại cái nội dung công việc bạn đã làm nữa mà bạn hoàn toàn có thể tự tin sử dụng cái phần công việc đấy cho cái phần nội dung tiếp theo mà họ đang chuẩn bị sắp làm chẳng hạn. tức là sao? tức là cái cách nói chuyện, cái cách thể hiện rồi cái cuộc sống hàng ngày là bạn phải cho thấy bạn là một người đáng tin cậy. thêm nữa đấy là sau khi mà bạn đã quan sát được người ta ở cái bước một tuổi thì bạn sẽ thấy rằng là, à cái người này thích nịnh, à cái người kia kia là không thích dài dòng văn tự, người ta chỉ thích nói là nói một là một, hai là hai, hoặc là hoặc là à cái người này là thích lại phải hơi buôn dơ lên một tí phải Hơi phải kể lể là em quá trình này em làm như này Em làm bước 1, bước 2, bước 3 như này để họ trích chéo tiến độ Hoặc là họ trích chéo chất lượng công việc chẳng hạn Khi mà bạn đã quan sát được tất cả những cái việc này rồi Cái việc giao tiếp trong văn phòng của bạn nó trở nên cực kỳ cực kỳ dễ dàng Thế nhưng câu chuyện nó không dừng lại ở đấy Câu chuyện nó còn tiếp tục ở cái chỗ đấy làm Để có được cái sự support của họ Thì bạn cũng phải support họ trong công việc Ví dụ này này, để có được một cái phiếu vote của họ Thế thì trong cái lúc họ cần bạn cũng phải vote cho họ Chứ không thể nào mà lại kiểu Mình chỉ đòi hỏi một cái sự kiểu cho đi Kiểu quá là kiểu thoải mái ấy. Nhưng mà mình không có qua có lại là không được Cho nên là Vì sao trong văn phòng nó lại có những cái vụ Thỉnh thoảng lại phải mời trà sữa nhau Thỉnh thoảng lại phải mời này mời kia Tớ không nói đến những cái vụ là kiểu Mời nhân sự mới khao Hoặc là kiểu khao mua xe mới Khao mua điện thoại mới nhé Những cái đấy là bullshit thì cái đấy là cực kỳ vớ vẩn. Nhưng mà ví dụ như này, lúc cần, lúc mà anh em hòa thuận, lúc mà kiểu à, mọi chuyện nó đang rất là vui vẻ, rất là happy nên mời nhau. Lúc cần, lúc có điều kiện và lúc có thể, cái sự mời đấy á, thứ nhất ý, nó gọi là bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm. Tức là khi mà người ta đã ăn của mình rồi ý, thì người ta không thể nào mà kiểu chớt cốt với mình quá được. Thẳng thắn mà nói, cuộc sống nó là như thế đấy. Hoặc khi mà mình đã ăn của người ta rồi ý, thì mình cũng sẽ không thể kiểu phản bội người ta trong một kép nhé một cách quá là kiểu ở uh, phụ phàng được nên là khi mà bạn có điều kiện thì tốt nhất là nên mời anh em ở một mức độ đấy nhất định đồng ý là ví dụ như này bạn không cần phải mời hết cả bữa ví dụ như là cả ban cả cả cơ quan đi ăn hoặc là cả đơn vị đi ăn thế thì ờ uh, cái buffet chẳng hạn thế thì buffet mọi người tự trả nhưng bạn bạn có thể là tớ mời mọi người nước ví dụ thế tức là bạn sẽ trả cái phần nước ở trong cái bữa ăn đấy hoặc ví dụ như là đến sinh nhật của bạn chẳng hạn thì bạn có thể mong muốn là kiểu Ờ... Uh, Ờ, hôm nay là sinh nhật của tớ thì tớ cũng không có gì nhiều nên tớ mang một ít hoa quả lên đây tớ mời mọi người. Bạn đừng nghĩ rằng là cái gì nó cũng phải là trà sữa, chanh xả, Starbucks, Phúc Long các thứ nhá, không phải đâu. Mọi chuyện nó là do cách bạn ứng xử thôi, do bạn có thực sự thuyết phục được người ta hay không thôi. Nên nên là đừng nghĩ rằng là cái chuyện mời nó là cái chuyện gì đấy xấu xí kinh khủng lắm không phải đâu các bạn ạ. Mời ấy khi mà các bạn mời trong những cái dịp phù hợp, trong những cái dịp thích hợp mà trong những cái lúc mà bạn cần ấy là cực kỳ hiệu quả luôn Bởi vì sau khi mà được mời xong Thứ nhất là người ta cũng hiểu là người ta được đánh tín hiệu Là à sắp tới là người này có việc cần nhờ mình Hoặc là trong khi mà không có việc gì Thì mình cũng người ta cũng thấy đấy là một cái tín hiệu Để mình muốn tạo những cái quan hệ tốt đẹp với người ta Nên là nếu mà có thể thì hãy mời trong một cái Không gian thích hợp Hoặc vào trong một cái khoảng tiền mà các bạn cảm thấy thích hợp nhé Dễ nhất là hoa quả Trời ơi cứ cam, cứ nho, cứ táo Mang lên bổ bề huế ra cho mọi người ăn Đấy kiểu thế hoặc là chị em trong phòng mà có thể ghép chung nếu mà cần chung một cái việc gì đấy Ví dụ thế chẳng hạn Hoặc thậm chí nhá mùng 8 tháng 3 sắp đến rồi Đương nhiên là ngày đấy là các anh em này phải làm gì đấy cho chị em phụ nữ rồi Thế nhưng chẳng lẽ mình không cảm ơn à Mình mà không cảm ơn thì người ta lại cảm thấy mình lợi dụng ngày đấy để mình được hưởng lợi ấy. Hãy cân nhắc các bạn ạ Tiếp theo này Bây giờ mình sẽ bày cho những bạn mà đã ở trong nước sôi lửa bỏng rồi nhưng không thể nghỉ việc được Và hy vọng rằng là các bạn có thể ứng dụng được những cái này khi mà các bạn đã ở trong nước sôi lửa bỏng rồi ấy thì các bạn phải tìm được nguồn cơn. nguồn cơn là sao? nguồn cơn tức là cái người tung tin đồn hoặc là cái người drama về bạn. hoặc nếu như trong trường bây giờ nó nhiều quá rồi nó không làm sao được. vậy thì bây giờ bạn phải xử lý từ phía bản thân bạn, tức là hãy thay đổi cái drama để đi, hãy làm ngược lại cái drama để đi. cái drama liên quan đến quần áo, đời sống hàng ngày cực kỳ dễ xử lý, là bạn chỉ việc làm opposite thôi, bạn chỉ việc làm ngược lại thôi. thế nhưng ấy cái khó là gì? cái khó chính là khi mà họ đàm tiếu về cái cách làm việc của bạn cái đấy mới khó tại vì nhiều khi cái cách làm việc đấy nó sẽ là những cái lời nói dối nửa thật nửa giả ấy thì khi nó là những cái lời nói dối nửa thật nửa giả bạn sẽ rất khó lật ngược bởi vì nhiều khi ấy, là người ta đã bị đóng khung như thế rồi là bạn rất khó thay đổi thế nhưng các bạn ạ cái gì nó cũng phải có quá trình và cái gì nó cũng phải có sự cố gắng cho nên là khi mà các bạn đã bị như vậy các bạn đã bị đặt vào cái tình thế như vậy rồi ấy làm ơn làm ơn hãy sống chậm lại từ tốn Ví dụ, trong những cái cuộc họp chung, hãy biết lên tiếng, hãy biết hỏi là anh chị ơi, em còn điều gì chưa chưa tốt để em còn cải thiện cố gắng. Hãy biết mở mồm ra để hỏi các bạn ạ. À. Đừng ngại, bởi vì đến bây giờ mình còn cái gì để mất đâu, danh tiếng của mình đã bị hủy hoại rồi, bởi những cái lời nói lời ra tiếng vào xấu xí rồi. Thế thì bây giờ chẳng còn gì để mất nữa. Chẳng còn gì để mà khiến cho các bạn cảm thấy rằng là không, danh tiếng của mình đã kiểu tụt lùi khủng khiếp. Và kiểu bây giờ mình phải vớt vát các thứ không Bây giờ chẳng còn gì nữa đâu Bạn phải đi lại từ đầu thôi Thứ nhất này cho người ta thấy một cái sự thay đổi Về mặt thái độ cực kỳ rõ ràng Khi mà tiếp nhận đến những cái lời đàm tiếu sau lưng đấy Ngày xưa là bạn sẽ cảm thấy khi bị nói xấu là Bạn cảm thấy rất là ức chế, rất là khó chịu đúng không Ok, bây giờ là mình phải cho người ta thấy sự thay đổi đi Sau khi mà bạn đã kiểu uh, Mang câu chuyện ra chỗ chung để nói Để biến nó thành câu chuyện chung Chứ nó không còn là câu chuyện cá nhân nữa Tức là bạn sẵn sàng thay đổi rồi ấy. Thì khi mà người ta đóng góp ý kiến Thì bạn phải tiếp thu Đúng không? Khi người ta đóng góp ý kiến cho bạn thì bạn phải tiếp thu chứ Ví dụ những cái người đấy kể cả họ đóng góp ý kiến Theo dạng gọi là kiểu cố ý nói bừa Chẳng hạn như chẳng nữa, không sao cả Em cảm ơn lời góp ý của anh chị Cảm ơn ngay và luôn, cảm ơn thật chân thành và Khi mà chúng ta đi làm ấy Thì chúng ta phải nhìn nhận một điều rằng là Câu chuyện đó là win-win Tức là mình mà nhà tuyển dụng nó là câu chuyện win-win Chuyện này không ai phủ nhận nhưng bạn cũng đừng nhìn nhận câu chuyện nó phũ phàng theo kiểu một là một quá Bởi vì thực ra là như thế này này Doanh nghiệp nó cũng phải tồn tại Và thường là doanh nghiệp phát lương cho mình Thì họ sẽ luôn luôn ở cửa trên Đúng không? Còn đương nhiên bạn không thích làm thì bạn bỏ đi thôi được rồi Cái này thì mình không mình không bàn ra tán vào quá nhiều Vì cái này nó còn tùy thuộc vào cái quan niệm đi làm của mỗi người Thế nhưng mà trên thực tế ví dụ như tớ chẳng hạn Tớ là một người làm nhà nước Thế thì thực ra phải nói là, phải nói là tớ phải biết ơn cái đơn vị của mình trước Trước khi mà tớ kiểu lời ra tán vào về nó hay là kiểu tớ thể hiện rằng là đây là một mối quan hệ win-win Thì kiểu mình làm được A thì người ta buộc phải công nhận 100% nó là A Câu chuyện nó không bao giờ như thế Bởi vì thứ nhất này, doanh nghiệp họ luôn luôn mong muốn là mình phải làm được nhiều hơn những cái mức mà người ta kỳ vọng Thứ hai ấy, đấy là người ta luôn luôn cho rằng là cái mức lương họ trả cho mình là đáp Cái này nó là sự thật phải chấp nhận Vậy cho nên là khi mà các bạn đi làm ấy đừng bao giờ thái độ với sếp thật sự đây là lời khuyên siêu 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 chân thành của tớ luôn đấy đừng bao giờ thái độ với sếp các bạn ạ à. đừng sếp mấy ông ấy là người phát lương là người uh, cho mình cái cơ hội để thể hiện bản thân đặc biệt là với các bạn mới đi làm dù là các bạn có không ưa người ta đi như thế nào đi chăng nữa nếu các bạn không ưa đến mức mà kiểu không thể vớt vát được thì thôi mời các bạn say bye bye công ty đấy và đi tìm một công ty khác một cái người sếp khác một cái người mentor khác khiến cho bạn cảm thấy thực sự hài lòng Chứ đừng bao giờ bật sếp. Nói thật là như thế Khi bạn đã chấp nhận làm ở đấy, ngậm bồ hòn làm ngọt Thật sự luôn Bởi vì như này này, chỉ khi mà các bạn chiếm được sự tiếng nhiệm của sếp Chỉ khi các bạn có được tiếng nói ở trong lòng sếp Thì các bạn mới muốn gì được nấy được Tức là các bạn mới có thể lên tiếng bảo vệ idea của mình Các bạn mới có thể chửi khách để sếp bảo vệ mình được Hoặc các bạn lúc đấy mới có thể bảo vệ sếp rằng là cái đứa nó mới vào thực ra nó mới là đứa viện đặt biệt chuyện về em Chứ thực ra là em từ trước đến nay em làm với sếp quá ok luôn Sếp có bao giờ phải complain về em đâu mà tự nhiên lại có cái lời đồn như thế Hiểu chưa? Vậy nên là đừng bao giờ các bạn Đừng bao giờ bật sếp Sếp là cơm cha áo mẹ Phải trân trọng sếp vào Phải yêu thương sếp Nói thật là nhiều khi phải hết mình với sếp một chút Còn đương nhiên Các bạn có thể không thích ông sếp này Các bạn cảm thấy là không thể làm việc khẩu đồng với ông sếp này Thì chúng mình đi tìm một ông sếp khác nhưng chỉ khi chỉ khi nào mà các bạn thực sự rời khỏi thị trường làm việc rời khỏi cái cuộc sống này không ai ở trên đầu bạn nữa bạn đi làm sếp đấy kiểu như thế thì bạn cũng hãy mới thực sự gọi là kiểu tỏ vẻ thái độ với thiên hạ ấy. chứ còn không thì thôi khi mình vẫn còn đang đi làm bật sếp làm gì nhờ có sếp mới có mình ngày hôm nay các bạn ạ tiếp theo này điều tư cái <laughs> hôm này dài quá Quá là dài luôn bởi vì make up chưa xong nên là thôi cũng muốn tranh thủ tâm sự với các bạn nốt. Chứ nếu không thì không biết đến ngày nào mới có thể gọi là kiểu ngồi uh, kể lể văn thư dài dòng với các bạn như thế này được. Tiếp này. Điều thứ. Đấy chính là khi đi làm nếu như có thể đừng bao giờ thể hiện ra mặt bất cứ điều gì. Thật đấy. Đừng bĩu môi, đừng thể hiện chán ghét ở nơi công cộng. Đừng thể hiện rằng ta đây biết hết đừng 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 các bạn ạ à. như thế là các bạn dạ người khôn ấy thì nên giấu nghề một chút mình có thể không cần phải biết hết nhưng cái gì mình biết thì mình nên giấu cho mình không phải là kiểu giấu nghề kiểu giấu tịt tịt đi đâu nhá ví dụ như sau này mà có đàn em mới vào mà mình có thể chỉ để chỉ giúp được nếu mà có người mới vào mà mình cảm thấy rằng người ta làm sai nên chỉ nhưng mà ví dụ như này không ai thích một cái người mà lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây biết hết là một không ai thích một cái người lúc nào cũng nổi bật 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 bật, lúc nào cũng giơ tay lúc nào cũng một mình một cõi ví dụ thế không ai thích một người như thế đâu các bạn phải cân đối lúc nào các bạn phải phân biệt được là lúc nào thì mình nên thể hiện và lúc nào thì mình nên giấu người giấu kín mình trong cuộc họp ấy nghe nhiều hơn nói khi mà người ta đang bàn đến một cái phương án nào đấy mà mình cảm thấy là mình có thể đóng góp được trong đầu này là phải sắp xếp đầy đủ rằng là mình được tập trung vào góc độ nào, mình nói cái gì, mình kết thúc ra làm sao chỉ 3 phút thôi. Mỗi lần phát biểu chỉ 3 phút thôi. Đừng nói dài dòng văn tự, đừng có kể lể rằng là ngày xưa em làm như này, tại sao bây giờ như này, ngày xưa ABC ghi z ngày xưa lúc có anh sếp cũ thì nó là A, tại sao bây giờ lại là B. Đừng. Như thế là không khác nào bạn vào, vào mặt ông sếp bây giờ đâu đấy và vả cả vào mặt những người đang follow ông sếp bây giờ. Hãy tỉnh táo lên các bạn. Hãy cố gắng làm sao để cho bản thân mình kín đáo nhưng vẫn nổi bật lúc cần thiết. Khi mà đang ở trong cuộc họp, người ta hỏi đến mình thì mình trả lời. hoặc nếu như mình cảm thấy rằng là mình cần phải trả lời, mình cần phải góp tiếng thì hãy nói thật ngắn gọn thôi, thật xúc tích thôi. đừng có kể lể dai dai giảng giảng. đừng có nói dài nói dại là được các bạn ạ. Khi mà chúng ta đã kiểu uh, có được một cái vị trí nhất định ở trong đơn vị rồi, ấy, trong công, trong phòng, trong uh, những cái nơi mà mình đến rồi ấy. Lúc đấy bạn cũng muốn góp ý chung, góp ý riêng như nào Người ta cũng phải nghe bạn Thật Chứ còn à Bạn mà vẫn cứ Lang là một người mới Đang chưa giành được sự tín hiệu của mọi người Nhưng mà trong cuộc họp lúc nào bạn là người to tiếng nhất Lúc nào bạn muốn thể hiện nhất Thế thì người ta sẽ kể cảm thấy bạn là một chiếc thùng rỗng kêu to Và chúng ta sẽ không thể nào mà giành được sự tín nhiệm của mọi người 100% được Hãy cân nhắc cái việc này các bạn nhé điều thứ năm điều cuối cùng rồi Đấy chính là đừng bao giờ phung phí những bối quan hệ mình đang có phung phí là gì tức là khi bạn biết rằng là người đấy tin tưởng bạn khi bạn biết rằng là người ta luôn luôn đứng ở phía bên bạn thế là lúc nào bạn cũng lôi người ta ra làm tầm chắn khi bạn biết rằng là người ta lúc nào cũng sẽ bảo vệ bạn lúc nào cũng sẽ lên tiếng đứng về phía bạn thế là lúc nào thế là bạn cứ kệ lời đồn bay đi xa xong rồi bạn sẽ bảo bạn sẽ nhờ người ta đứng ra để thanh minh thanh nga cho mình hoặc là bạn biết rằng là à dù mình có làm sai chăng nữa người đấy cũng sẽ support mình chẳng à? hạn thế là lúc nào bạn cũng kiểu làm ẩu làm nhanh để đạt số lượng hoặc làm nhanh để cho kịp uh, chạy trước deadline một cách quá là ẩu tả ấy, kiểu như thế và sau đấy thì để cho người đấy ở đằng sau dọn giúp mình đừng các bạn ạ hãy trân trọng những tất cả những cái mối quan hệ các bạn có ở nơi công sở chúng quý lắm bởi vì biết đâu sau này bạn không làm doanh nghiệp ấy nữa Nhưng bạn vẫn làm trong ngành đấy, bạn vẫn còn gặp lại những người đấy Hoặc là biết đâu sau này khi mà mình di ra đường rồi hạn Vẫn sẽ có những lúc mình cần phải có những người support Chéo như thế Khi mà bạn cứ phung phí mãi như thế Người ta sẽ cảm thấy người ta bị lợi dụng Và một khi mà người ta đã cảm thấy người ta bị lợi dụng ấy Không bao giờ người ta muốn giúp bạn lần thứ hai đâu Nên là hãy cân nhắc thật kỹ nhé Hãy cân nhắc thật kỹ về cái việc rằng là Mình nên sử dụng những cái mối quan hệ đấy như thế nào Mình phải biết ơn nó như nào Mình phải thể hiện cái sự Trân trọng của mình với người ta như thế nào Cái sự tôn trọng của người ta như thế nào Là phải cực kỳ cực kỳ khéo léo và cẩn thận Đừng vì một chút uh, Vô tư của mình Mà đánh bất đi những cái tấm lòng thành như thế Những người như thế Khó kiếm cực kỳ Ok vì tớ đã biến hình xong Và tớ có chỉnh ánh sáng một chút cho là kệ cái 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 đèn vòng nó bắn thẳng vào kiểu mắt kính ấy, khó chịu quá nên là tôi đã xoay nó đi một chút nên các bạn sẽ thấy hơi 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 tối hơn nhá thì video clip ngày hôm nay thì sẽ dừng ở đấy thôi tức là có chuyện mà đi làm thì có người này người kia là chuyện rất là bình thường thôi và cái chuyện mà bạn ở trong một môi trường đãi ngộ tốt ấy thế nhưng mà nhân sự ở trong đấy thì tệ ấy. thì rõ ràng rồi tại vì đấy là một môi trường đãi ngộ tốt cho nên là người ta mấy kiểu tranh cướp tranh đấu rồi là người ta sử dụng chiêu trò để người ta được ở lại ấy. Đấy, là chuyện cực kỳ dễ hiểu Càng là những môi trường có đáy ngộ tốt thì cái chuyện này nó càng xảy ra nhiều Thế cho nên là các bạn đừng ngại, đừng sợ Hãy đừng lên chiến đấu đi, hãy xéo sắc lên Nhưng mình xéo sắc sao cho hợp lý Và mình hiểu rằng là cuộc đời mà Khi mà người ta đối xử tệ với mình Một lúc đấy người ta sẽ bị nhập quật thôi Nhưng mình đừng bao giờ để bản thân mình trở thành cái đối tượng mà bị quật là được còn cái chuyện là đi làm rồi có lúc này lúc khác là chuyện rất là bình thường nhưng mình phải biết cách làm thế nào để bảo vệ mình các bạn ạ và khi mà mình có đồng minh tốt khi mà mình thực sự là có được những cái người chị em bạn gì đáng tin cậy ở trong doanh nghiệp ấy trong công ty trong đơn vị ấy thì lúc đấy bạn hãy tự tin mà bung lụa nha Video clip ngày hôm nay của tớ thì đây là kết thúc rồi Cảm ơn các bạn thì đã lắng nghe tới trong lúc tranh thủ chạy thời gian gấp rút như vậy và hy vọng rằng là các bạn có thể ứng dụng được những cái kinh nghiệm này trong quá trình đi làm nha Và nếu như trong trường hợp mà các bạn có bất kỳ một cái câu hỏi gì liên quan đến chuyện trong văn phòng Rồi là cách làm việc với sếp, cách làm việc với đồng nghiệp, cách làm việc với sếp của phòng ban khác Thì cũng có thể comment ở dưới tôi biết nha Nếu như trong trường hợp mà tôi có thể hỗ trợ được thì tôi sẽ hỗ trợ hết sức mình Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe, hẹn gặp lại các bạn vào 9h15 tối trong tuần sau Bye bye